Chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Mình Tập Lục. Một bạn có cái tên là Nhân Vương 9032 có hỏi mình rằng là có nên mua máy giặt công nghiệp để giặt chăn hay là không? Có lẽ chắc bạn làm tiệm giặt sấy ở đâu đó. Chăn tức là mền đó các bạn. Mình không so sánh cái chất lượng giữa hai loại máy giặt là công nghiệp với máy giặt gia đình. Tuy nhiên cái máy giặt công nghiệp, nếu chúng ta mua được những cái loại máy giặt to lớn thì cái công suất giặt nó sẽ nhiều hơn cái máy giặt gia đình. Thì tùy bạn chọn là 15kg, 20kg, 30kg, 40kg gì đó thì giá thành thì nó cũng theo đó mà nó tăng lên các bạn ha. Tuy nhiên bạn cũng phải tính kỹ trước khi bạn muốn mua máy giặt công nghiệp. Mình có một hai ý như sau. Ý đầu tiên là cái lượng chăn tức là mền á, bạn giặt nó thường xuyên có hay là không, và cái số lượng nó có ít hay là nhiều. Cái cân nặng của cái mền hay là cái chăn nó tầm khoảng bao nhiêu ký, thường là nó bao nhiêu ký. Vì chẳng hạn như bên máy giặt gia đình nó cũng có những cái loại máy giặt cửa trên lồng lớn 25 ký. Và bên máy giặt công nghiệp cũng có 25kg. Thì bạn cân nhắc là coi cái loại chăn đó là bao nhiêu ký là nhiều nhất để bạn tính cái phương án đó. Cái ý thứ hai mình muốn nói, thời gian bạn có chăn để giặt trong vòng 1 năm thì nó có ít hay là nhiều, nó có thường xuyên hay không. Vì theo mình biết chẳng hạn như là những cái tỉnh phía Bắc thì cái mùa giặt chăn nó chỉ có 1-2 tháng thôi, còn ngoài ra là những cái tháng còn lại thì người ta không có đi giặt chăn. Thì như vậy nếu như bạn sắm cái máy giặt công nghiệp to lớn thì có thể là những cái tháng không giặt chăn nhiều thì coi như là cái máy đó nằm im, không hoạt động, hoặc là hoạt động không hết công suất. Cái ý tiếp mình muốn nói tức là cái máy giặt công nghiệp trên thị trường Việt Nam hiện nay đa phần là máy cũ, tức là hàng bãi đó các bạn. Thì nói gì thì nói, thứ nhất là cái chất lượng nó cũng không còn là nguyên. Cái thứ hai nữa là cái giá của cái máy giặt công nghiệp hiện nay khá là cao. Vài chục triệu là có luôn chứ không phải là không. Thì bạn cũng cân nhắc về vấn đề đầu tư tài chính. Cái ý mình muốn nói tiếp nữa là so với diện tích thì cái máy giặt gia đình 25kg với cái máy giặt công nghiệp 25kg thì cái vị trí diện tích nó chiếm chỗ thì cái máy giặt công nghiệp nó sẽ chiếm chỗ rất là nhiều. Thậm chí là chúng ta phải có điện ba pha để sử dụng. Rồi cái đế để mà đặt cái máy lên, các bạn cũng phải gia cố cái nền móng nó như thế nào. Vì thực sự ra là nó có rung chấn nhiều hơn máy giặt gia đình trong cái quá trình bạn giặt lộn. Một ý cuối nữa là như mình mới vừa nói, đa phần máy giặt công nghiệp tại Việt Nam nếu các tiệm mua về thì đa phần đều là đồ cũ các bạn. Đồ mới có đó, nhưng mà cái chi phí đầu tư rất là đắt. Thì như vậy đồ cũ thì cái người bán họ nhận bảo hành 3 tháng, 6 tháng hay gì đó là họ bảo hành cho chính cái sản phẩm họ bán ra thôi, chứ đó không phải là cái bảo hành chính hãng. Cho nên nếu mà bạn chọn lựa mua cái máy giặt công nghiệp này thì bạn cũng phải liệu cơm gắp mắm là một, tìm cái chỗ nào có uy tín chất lượng là hai, để khi có vấn đề hỏng hóc thì họ đáp ứng ngay lập tức để sửa chữa cho mình. Và đặc biệt là những cái máy cũ thì đôi khi những cái linh kiện thay thế nó cũng không phải dễ để tìm. Thì bạn hãy nghiên cứu những cái ý mình mới vừa chia sẻ để xem coi cái việc đầu tư cái máy giặt công nghiệp của các bạn nó có trơn tru hay là không, và nó có mang lại cái hiệu quả hay là đôi khi chúng ta lại gặp những cái phiền toái đi kèm bạn ha. Rồi, một bạn cũng có hỏi với mình là không phải là hỏi mà chia sẻ là máy giặt cửa trước thì có nhiều máy vắt được với tốc độ 1.200-1.400 vòng một phút, còn máy giặt cửa trên thì là 650 vòng, 700 vòng, 800 vòng, 850 vòng, và có máy có 900 vòng. Thì như vậy là máy giặt cửa trước vắt đồ khô hơn. Nếu chúng ta đem so sánh những cái con số mà mình mới vừa nói thì rõ ràng 1.400 vòng thì nó quay nhanh hơn,
600, 700, 800, 900, đó là điều đương nhiên. Nhưng cái quan trọng là cái số vòng vắt 1.400 vòng đó, nó duy trì trong thời gian bao lâu trong suốt cái quá trình vắt. Mình nói ví dụ, một cái chu trình vắt bình thường hết 9 phút đồng hồ, thì cái thời điểm mà nó đạt 1.400 vòng, nó kéo dài bao nhiêu lâu trong cái cả cái chu trình vắt 9 phút đó. Thực sự ra là cái số vòng vắt 1.400 vòng nó chỉ tồn tại trên máy giặt cửa trước. Mình chưa thấy máy giặt cửa trên gia đình có cái số vòng vắt lên tới 1.200, 1.400 các bạn. Nó cũng phải có những cái lý do của nó. Thứ nhất là về cái cấu tạo. Cái thứ hai nữa là mình có để ý, vì mình sử dụng máy giặt rất là nhiều mẫu mã, chủng loại thì quay tới quay lui cũng có cửa trên với cửa trước mà thôi. Và mình có cái lưu ý, mình có cái để ý như thế này. Cái tốc độ trên máy giặt cửa trên, tức là tốc độ vắt, nó biến đổi từ 650 cho tới 900 vòng tùy theo model, tùy theo hãng. Nhưng các bạn biết khi máy bắt đầu nó đề ba, nó chỉ có một đoạn khoảng chừng 1 phút đầu tiên nó lấy trớn, nó chạy. Và từ phút thứ 2 là nó đã tăng tốc rồi. Nó tăng tốc nhanh để đạt được cái tốc độ là 650, 700, 750, 800 gì đó, tùy theo cái model máy, tùy theo cái thiết kế của nhà hãng và tùy theo cái chương trình loại hình giặt bạn chọn, chẳng hạn như đồ thể thao hay là đồ cổ tông hay đồ cái gì đó, thì nó rất là nhanh chóng nó đạt được cái tốc độ cao nhất, ở đây là 650 hay 700 hay 800 hay là 900. Trong khi cái máy giặt cửa trước, tức là lòng ngang, một chu trình 9 phút dài của nó, mình để ý thì gần như là hơn 50% thời gian, tức là khoảng 5 phút, 4-5 phút gì đó, nó quay rất là nhẹ, rất là chậm. Nó quay rồi nó trả, nó quay bên phải rồi nó quay trả lại bên trái, quay bên phải, quay trả lại bên trái, để làm chi các bạn, để nó gỡ, giống như là một hình thức là gỡ rối vậy đó, cho quần áo, để nó cân bằng. Và nó làm như vậy cho tới phút thứ 2, thứ 3 bắt đầu nó mới đều rồi, bắt đầu nó quay tăng từ từ, để cho nó đạt cái tốc độ cao, để nó ly tâm, nó ép cái quần áo vô trên cái thành lòng. Và mãi tới cái phút thứ 5, thứ 6 bắt đầu nó chạy nhanh hơn một chút. Và một phút mấy, gần 2 phút cuối cùng, nó mới tăng tốc đạt cực đỉnh. Thì cái cực đỉnh ở đây có thể là 800, 1.000, 1.200 hay là 1.400, tùy bạn chọn cái số vòng vắt trên máy nó cho phép điều chỉnh. Nếu như trong khi cái máy cửa trên nó chỉ cần 1 phút đầu hoặc là hơn, mình cứ cho là 2 phút là nó lấy đà. Và nó lấy đà tăng dần. Nó tăng dần và tới chừng phút thứ 3 là nó đã đạt cái tốc độ là giống như mình nói, 600, 700, 800, 900. Và đã giữ nguyên cái tốc độ đó cho tới cái khoảng còn 1 phút cuối cùng, nó mới buông cái tốc độ nó ra và nó giảm tốc độ từ từ. Thì như vậy, đối với một cái người mà đụng chạm tới máy móc nhiều nhất, mình thấy rằng là giặt vắt đồ trong cái máy cửa trên và cửa trước, thì thực sự ra nói thẳng ra luôn, hai cái đồ nó đều ráo nước như nhau. Một cái vòng vắt đạt được 1.200, 1.400 nhưng là chỉ 1-2 phút, còn mấy phút đầu là nó đi dạo đầu. Còn cái máy nó vắt 600, 700, 800, 900 gì đó, nó không bằng so với máy cửa trước. Nhưng mà nó chỉ cần đề ba hơn một phút là bắt đầu nó bắt vô nhịp và nó quay nhanh lên. Mình không dám so sánh giữa hãng này với hãng kia, tại vì hai hãng khác nhau thì là hai cái thiết kế khác nhau. Nhưng mà dù mình nói trên cùng một hãng đi, là của LG đi. Giữa máy giặt cửa trước LG và giữa máy giặt cửa trên LG, cùng một hãng mà. Không lẽ họ không nhìn ra những cái chuyện bất cập đó hay sao mà họ để nó tồn tại? Cho nên là đối với mình, dù máy cửa trước 1.200, 1.400 vòng vắt một phút, thì cái máy cửa trên 700, 800, 900 trên cùng một khoảng đường thời gian vắt như nhau, thì cái độ khô quần áo như nhau. Mình thấy nó là như nhau, trừ khi bạn chọn thấp quá thôi,
Một cái bạn chọn 9 phút, còn một cái bạn chọn có 3 phút hay 6 phút, thì rõ ràng cái thời gian dắt nó khác nhau, thì cái lượng nước còn lại nó cũng sẽ khác nhau. Đối với mình thì mình không thấy có cái gì khác biệt giữa chuyện này, chẳng qua là do thiết kế, do cấu tạo của từng loại máy, thế thôi. Một bạn tên là Duy Minh Group có hỏi mình là có nên mua máy sấy bơm nhiệt hay là không. Thực sự ra là máy sấy nào thì cái kết quả cuối cùng mong đợi vẫn là khô quần áo. Vẫn là khô quần áo thôi. Máy sấy thì nó có nhiều cái cách sấy. Máy sấy thông hơi, máy sấy nén khí, rồi máy sấy bơm nhiệt hay là máy sấy. Thì cái máy sấy thông hơi là thổi hơi nóng vô cho quần áo bốc hơi, rút hơi lạnh ra. Đó là cái cách làm khô. Tức là nó có cái độ đốt nóng là cái điện trở. Còn cái loại sấy bơm nhiệt hay là những cái sấy nén khí gì đó thì nó thuộc về cái dạng sấy là sấy khép kín, tức là sấy ngưng tụ. Tức là nó cho hơi lạnh, hơi nước ở trong quần áo ngưng tụ thành nước, rồi sau đó là nó cứ cái vòng tua đó, và quần áo càng ngày nước nó càng được ngưng tụ bớt đi hết thì quần áo chúng ta sẽ khô. Về giá thành thì máy sấy heat pump rất là mắc tiền. Về vấn đề tiết kiệm điện thì máy sấy heat pump là tiết kiệm điện hơn tất cả, hơn cả máy sấy thông hơi luôn về tiết kiệm điện. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng máy sấy dạng thông hơi và ngưng tụ thì các bạn lưu ý, cái máy sấy thông hơi thì nó sẽ làm quần áo khô và chúng ta sẽ chọn cái chương trình tương ứng để nó khô như ý. Còn cái máy sấy ngưng tụ thực sự nó có cái cảm ứng ở trong đó, thì quần áo đạt tới cái độ ẩm nào đó thấp nhất, có thể nói là không còn có thể tham gia cái quy trình ngưng tụ được nữa, tức là tách hơi nước á, thì máy nó ngừng, tức là hết chương trình. Vì đứng về cái góc độ cảm nhận của một người mà đụng chạm tới quần áo nhiều nhất ở trong tiệm thì mình thấy là máy sấy ngưng tụ sấy quần áo không khô triệt để bằng máy sấy thông hơi. Có thể là sau khi máy sấy ngưng tụ sấy xong, các bạn lấy quần áo ra khỏi máy, các bạn để trong rổ 5, 10, 15 phút gì đó cho nó bốc hơi tiếp, nó nhả bớt cái độ ẩm lên thêm, rồi chúng ta mới xếp bỏ trong quần áo, hay là chúng ta mới treo gì đó. Nếu mà bạn cần ủi quần áo thì máy sấy ngưng tụ vừa sấy xong các bạn lấy ra các bạn ủi liền rất là ok các bạn ha. Tuy nhiên là máy sấy ngưng tụ, nếu như các bạn quần áo đó các bạn sấy xong mà các bạn xếp và bỏ bao đem đi cất thế này thế nọ thì các bạn phải dè chừng, vì cái độ ẩm trong quần áo đó nó còn ít, nó rất là dễ trở mùi. Cho nên nhiều người kỹ mình thấy họ sử dụng máy sấy ngưng tụ xong, sau đó quần áo đem họ để rổ, họ để đó cho nó tự bay hơi, hoặc giả là họ móc lên cái móc họ để đó, chứ chúng ta khoan vội xếp vào trong tủ chúng ta cất. Các bạn lưu ý. Về giá thành thì mình nói rồi đúng không? Máy sấy bơm nhiệt thì bao giờ nó cũng mắc tiền hơn máy sấy thông hơi. Thì tùy cái vấn đề tài chính của mỗi người, tùy cái vấn đề cái diện tích đặt để của từng gia đình. Vì không có chỗ để máy sấy thông hơi thì phải có cái ống thoát hơi, thì chúng ta có thể sử dụng máy sấy ngưng tụ ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip. Xin chào và xin hẹn gặp lại.